Xin chào ông bà cô chú anh chị quay lại với nhà Thúy và Yuri. Hôm nay Thúy và Yuri đưa em Moon đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và của em bé 2 tháng tuổi. Thì bác sĩ nói chiều cao, cân nặng và sức khỏe của em Moon phát triển tốt và không có vấn đề gì phải lo lắng cả. Mặc dù em Moon hơi bị sổ mũi vì lây từ anh Bon nhưng mà cũng không có gì phải đáng lo ngại. Con chuẩn bị đi chơi cả nhà, đi xe đạp chứ không phải đi chơi đâu xa. Tội nghiệp em Bon. Con qua nói bố đi, mẹ đang cho em tim mà. Ôi dồi ôi, nước đổ cả quần em Bon kìa. Bây giờ đi dạng dạng chân như thế xong rồi khóc. Để kêu là mẹ ơi, xong rồi khóc nghe nãy giờ. Con qua nói bố giúp nhá. Con nói bố giúp nhá. Đúng rồi, tháo giày ra. Nói bố giúp thay quần khác nhá. Con qua nói bố đi, mẹ đang cho em ti mà. Thì đang cho em buôn ti sữa nên không giúp Bon được, đi dạng chân tội chưa. Dạ ha. Bon ăn còn ăn gì đó? Nắc cà, bánh mì nắc cà, nắc cà lây bà hả? Ngon không? Ừ, bánh mì. Ăn xong rồi đi xe đạp hả? Rồi, cái chân thâm 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 hết. Con đi đâu? À, xuống lấy giày á? Thầy muốn lấy giày không? Muốn lấy giày đi xe đạp chơi không? Không đi à? Ok, thế con ngồi đó nhé. Cái trần nhà. Ouch, để mày hái cho. Ouch, để mày hái cho, đau. Đau tay con. Đây là cái cây berry trước nhà Thúy á. Của khu khu trước trước sân này. Yes. Không có cái gì con. Mà hái thêm này. Cái này hơi còi, cái này còn bé xíu nhưng mà bây giờ chín mùi quá rồi. Một số quả bị teo do nắng quá. Quả lý gai. Bên này. Cái này có gai cả nhà. Bên này. Không muốn đi à? Không ăn nữa à? Gai này, cái gai của nó này. Nãy em Bon chắc bị chết rồi. Đến mẹ đến muộn quá. Ủa, không ăn nữa hả con? Đấy. Thương quá. Thương em Bon quá. Đây. Xin mời con. Con ăn từ từ thôi, đâu cần vội đâu. Không ăn nữa hả? Ok. Đi từ từ chờ mẹ với em nha. Không được đi nhanh nha. Nhưng mà phải chờ mẹ với em Moon đi cùng nha. Ok, chờ đó. Bọn vẫn chờ, đứng chờ mẹ, khi nào mẹ đi mới đi đó. Ui 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 ui, cẩn thận đắp đâu có bơ. Em Moon đang say giấc rồi. Cái con gì nhỏ nhỏ nó cứ bay qua đi vô. Thế là mẹ đi, em Bon mới đi. Hồi nãy dặn là phải chờ mẹ mới chờ em. Đồ máy mãi mà không chạy được hả con? Mấy cây này bắt đầu chuyển vàng lá rồi kìa. Biểu hiện của mùa thu về rồi. Cẩn thận con nhá. Mà con đuôi té vào đâu nhá. Hôm nay trời nóng lắm. Wow wow, giữ thăng bằng được rồi. Con phải đi nhanh con mới giơ chân lên được. Đi nhanh xong rồi con mới thả ra giơ chân lên được nhá. Con đi từ từ nhá, mà con đuôi té là đau lắm á. Thank you.
Ôi trời ơi, xe xẹp lốp mà nên khó đi lắm. Xe xịt lốp rồi nên đi không có được nhẹ nhàng nữa. Đón em Moon xong mình đi. Mình phải đẩy em Moon đi cùng. Ok. Đẩy em Moon đi cùng. Và đón em Moon xong mình đi. Ừ, đi, đi đón em Moon đã xong rồi mình đi qua đó. Ok. Ừ. Bây giờ phải đón em Moon xong rồi mới đi qua đó được. Phải đón em Moon đã. Ok, đón em Moon xong rồi đi nha. Tàu, đúng rồi, tàu. Năm ngoan lại giờ đó. Năm Moon nhỉ, Moon yêu nhỉ. Đăng ăn, đăng ăn. Yêu lắm á, yêu em lắm á. Hey, 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 đáng yêu thế nhỉ. Hey, em bé ngoan của mẹ đó không? Hey, em bé ngoan của mẹ. Yeah, I know that. Hey, em bé ngoan của mẹ nữa. Ôi dồi ôi dồi, ping ping, ping ping, ping ping ping. Ping 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 ping. Ai, yêu lắm á, yêu lắm á, giỏi lắm nha em bé ngoan, giỏi lắm nha. Ui 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 ui, thương lắm á nhỉ, thương em Moon của mẹ lắm á nhỉ. Tự nhiên lại ốm của anh Bon á nhỉ, lại ốm của mẹ nữa nhỉ. Anh Bon ồn ào quá nha anh Bon nha. Ê, Bon ồn quá làm con trợ á, à, không sao đâu. Mẹ chưa? Cho mẹ miếng đấy. Cho mẹ một miếng đấy. Thế nào? Cái nào cũng được hết. Bon cho là mẹ ăn hết đó. À. Cho mẹ miếng. Ăn cho mẹ miếng. Ngon quá. Làm nữa hả? Ôi 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 ôi. Cầm mũi hiểm ra cho mắt. Cầm mũi hiểm ra cho mắt nhé. Không dám cởi mũ ra tại vì sợ cởi mũ ra không được đi cần xe đạp nữa ông bà. Dạ. Đúng không? Mẹ nói đúng rồi mà. Ừ, gì? Này, giúp việc phát triển cái áo này. Em đang ngủ mà anh lại cúc cu em dậy rồi. Em ơi. Cúc cu là em bé dậy mất rồi. Cúc cu. Con để cho em ngủ đi. Bây giờ thì đợi cái này lại để khỏi côn trùng bay vào với cả nhà. Giống như là muỗi hay ruồi đó ấy. Muỗi thì bây giờ rất là ít mà ruồi. Không, con ơi phải đợi lại cho em ngủ đi. Mà. Phải thương em chứ. Đúng rồi, đợi bên kia nữa chứ. Em nè. Giữ giữ. Đúng rồi, kéo cái đó xuống. Kéo xuống cái mẹ nhanh. Ôi ôi ôi. Hey. Con muốn đợi em đi chơi hả? Đợi đi chơi cũng phải lấy túi, khổ ghê. Tại vì á, trong nhà nhiều bụi mịn quá. Bác sĩ dặn là mà nhà thấy chưa có cái máy lọc bụi á. Thì không biết vì sao bên này rất là nhiều bụi mịn. Ở Việt Nam thì nhiều bụi kiểu đất đá, đất, bụi đất đồ ấy. Còn bên này thì bụi mịn nhiều. Tại vì bên này họ dùng kiểu trời lạnh mà, nên người ta dùng thảm lông hay là chăn bông, rồi quần áo bông đồ á cả nhà. Thì cái đó tạo nên bụi mịn rất là nhiều.
Bác sĩ kêu là cho em bé ra ngoài như này thì sẽ là không khí trong lành hơn. Thì cũng đúng, xung quanh là toàn cây cối, không có đường đất đấy, thì không có bụi dơ kia. Maybe I'm still in front. Hey, why your hair waving? Okay. No, iskä tulee. Joo, mennään. Korjaaks se nyt? Con sửa xe, phá xe à bác, hả? Ôi 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 ôi. Rồi, xong rồi. He tried to break the bike. Hyvä. Niin, kyllä sustakin saadaan pyörän korjaaja. Cái cà lê to quá. Rồi, đưa lên trên kia sửa với bố kìa. À, đúng rồi, cái tua vít đúng rồi. Đúng rồi. Wow, nhiều đồ sửa chữa quá rồi. Ừ, ôm nó, ôm khi nào hết thôi đó. Rồi, mang lên. Mang lên cho bố đó. Hai bố con tiếp tục sự nghiệp sửa xe đạp. Tääkö uudestaan? Ei saa tönniä iskeä. Iskeä vaan tehdä näin jos haluaa. Rồi, con chơi đất sét, con chỉ chơi trong này thôi. Ơi ơi ơi. Ơi ơi. Dạ. Không, con chơi trong cái miếng này thôi. Dạ. Không. Ừ, chơi trên bàn của con được rồi. Đồ chơi quá trời, chắc phải bỏ bớt đi ra nhà kho.